để kiểm tra xem cô gái còn ấy không. Tên đầu gấu đã đè cô dưới thân, bạn học đứng bên cạnh không những không ngăn cản, ngược lại còn hưng phấn lấy điện thoại ra quay lại. Mau nhìn nè, tôi đã quay lại cả rồi. Đừng. Tại sao cậu lại làm vậy? Xin cậu hãy xóa hết đi. Nhưng ai ngờ cô ta lại bất chấp lời cầu xin của cô ấy. Dưới ánh mắt hưng phấn của mọi người, cô ta đã đăng tải video lên mạng. Giờ thì cô gái hoàn toàn tuyệt vọng. Cô ấy tên là Soko, vốn là một học sinh cấp 3 bình thường, nhưng vô tình cô được một stylist nổi tiếng là Jin để mắt tới, còn được mời làm người mẫu của anh. Không biết vì sao, nhìn thấy cô rất giống tôi của trước đây. Thực ra cô cũng muốn thay đổi bản thân đúng không? Để tôi giúp cô làm điều đó. Từ đó, Jin giúp Soko lột xác từ một nữ sinh bình thường, trở thành minh tinh giới thời trang. Đây là Soko có đúng không? Đúng vậy, trời ơi. Bạn của mình lại là người nổi tiếng, đỉnh quá, cậu sẽ được đi đóng phim sao? Nhưng khi Soko tưởng mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt, cô lại vô tình chọc giận Umi. Thấy Soko ngây thơ nhút nhát, lòng đố kỵ trong cô ta đã sớm bùng lên như lửa cháy, chỉ vì cô ta từng chém gió rằng mình được mời vào giới giải trí. Nhưng sự thành công của Soko như một cái tát tát thẳng vào mặt cô ta. Để hủy hoại Soko, Umi đã nghĩ ra một kế hoạch độc ác. Con khốn, giả vờ cái quái gì chứ, chắc không phải người ta giả vờ đâu. Dù gì cũng chỉ chúng ta biết cậu chém gió thôi mà, nhưng cũng chứng tỏ là cô ta cố ý chọc giận Umi, ghê tởm thật, chắc chắn là cô ta đã bán thân nên mới có được những thứ đó. Buồn nôn thật, thật sao, hình như trước đây Soko cũng không đáng yêu như vậy, lẽ nào cô ấy mất thứ đó rồi sao, thử là biết mà, cái gì cơ, để tôi giúp cậu. Chúng ta cùng thử. Thế là cô ta ra lệnh cho đàn em, viết thư tình cho Soko. Soko ngây thơ không biết gì, bị bọn họ lừa tới phòng để đồ. Khi Soko có dự cảm chẳng lành thì chuyện cũng đã muộn. Soko, cậu thay đổi thật rồi, đáng yêu thật. Đừng, trong phòng để đồ tăm tối, bọn họ tàn nhẫn xâm hẹo Soko, sau đó còn bất chấp lời cầu xin của cô, đăng video lên mạng. Thế giới của Soko đã hoàn toàn sụp đổ. Suốt mấy ngày cô không dám ra ngoài, bố mẹ hỏi han cũng không dám trả lời, nhưng ông trời vẫn chưa chịu buông tha cho cô gái đáng thương này. Soko, tôi có thể phỏng vấn cô một chút được không? Tấm ảnh bị chụp lén lan truyền khắp mạng xã hội, ai ai cũng biết chuyện này, tất cả đều nhìn cô bằng con mắt thèm thuồng, còn mấy kẻ đầu sỏ là Umi không những không áy náy, ngược lại còn đưa bố mẹ tới nhà tìm Soko để châm chọc. Soko, cháu có thể tha thứ cho chúng một lần không? Đây chỉ là trò đùa giữa bạn học thôi mà, chỉ là chơi đùa thôi đúng không? Không phải. Cháu, con gái cô và tương lai của bọn trẻ đều dựa vào cháu hết. Soko, cháu có thể tha thứ cho chúng một lần được không? Cháu có nghe cô nói không? Đủ rồi, cháu sẽ quên chuyện này, nên mấy người về đi. Nó nói sẽ quên kìa, mau lại đây, cảm ơn cậu nhé, xin lỗi cậu. Chúng mình mãi là bạn đúng không? Cảm ơn Soko đã tha thứ nhé, để quên đi đau khổ. Cuối cùng Soko vẫn lựa chọn né tránh, cũng kể từ lúc đó, cô không nghe điện thoại của Jin nữa, dường như lại từ người mẫu tỏa sáng lấp lánh, quay trở về làm con vịt xấu xí tự ti ngày trước. Nhưng chuyện lại không đơn giản như cô nghĩ, đoạn video của cô không ngừng lan truyền trên mạng, thậm chí còn lên cả trang đầu, vô số lời lẽ dơ bẩn đều được dùng để mắng chửi cô. Thậm chí có người còn công khai địa chỉ nhà cô, số lượt xem và bình luận giống như tế bào ung thư khó mà xóa bỏ được, nó không ngừng sinh sôi, khiến Soko rơi vào tuyệt vọng. Cô nhìn bản thân trong gương, dường như những lời mắng chửi đó đã dán lên khắp người cô. Bạn thân khóc lóc cầu xin cô hãy báo cảnh sát, nhưng Soko lại rất sợ hãi và xấu hổ. Cô từ chối lời đề nghị này, chỉ là lúc này cô vẫn chưa ý thức được hành động này của mình sẽ gây ra tai họa lớn tới mức nào. Nếu báo cảnh sát thì bố mẹ sẽ biết. Bây giờ là lúc để nói mấy lời này sao? Cậu cứ để tin đồn lan truyền như vậy sao? Tất nhiên là không rồi, vậy thì báo cảnh sát đi, mình sợ. Thấy chuyện ngày càng phức tạp, cuối cùng Soko vẫn nói sự thật cho bố mẹ biết, cả gia đình lập tức rơi vào bầu không khí bi thương. Lúc này Jin cũng tới gần nhà Soko, nhưng cô chỉ muốn anh giúp mình trang điểm để che đi gương mặt xấu xí này. Điều này khiến Jin ý thức được tinh thần của cô đang gặp vấn đề rất lớn, anh cũng bất lực không biết làm gì, Soko đành phải chán nản rời đi. Nhưng đúng lúc này, cô đột nhiên phát hiện phía nhà mình đang có khói bốc lên. Cô vội vàng chạy về nhà, nhưng cũng đã muộn. Bố, mẹ, đừng bỏ con lại, một ngọn lửa đã thiêu rụi chỗ dựa cuối cùng trong lòng Soko. Cô sống cho qua ngày ở nhà ngoại suốt 10 năm. Cuối cùng cô lựa chọn đi theo bố mẹ, nhưng không ngờ đúng lúc này, cô lại nhìn thấy kẻ gây nên bi kịch của cuộc đời mình đang tỏa sáng trên TV. Tôi muốn một cuộc sống tuyệt vời hơn. Chúc mừng năm mới, lòng thù hận lập tức bùng lên trong lòng cô, thế là cô ra sức vùng vẫy, cuối cùng cũng làm đứt dây thừng trước khi tắt thở. Hóa ra 10 năm trước, Soko tình cờ được stylist Jin nhắm trúng, trở thành người nổi tiếng trong giới thời trang, nhưng lại bị Umi ghen ghét đố kỵ. Thế là cô ta đã bảo đàn em lừa Soko tới phòng để đồ, rồi làm chuyện xấu hổ với cô. Soko sợ bố mẹ biết chuyện nên không dám báo cảnh sát, cho tới khi một ngọn lửa thiêu cháy cả nhà cô, bố mẹ cô không may bỏ mạng trong đám cháy. Nhưng vụ cháy này quá mức kỳ lạ, thấy tình hình thê thảm của Soko, đám người bắt nạt cô lại rất sung sướng. Nghe nói Soko sắp thôi học, bố mẹ cô ta chết rồi mà, nói thật đi, vụ cháy đó không liên quan tới cậu đó chứ. Không phải tôi phóng hỏa, lúc nhìn thấy bài báo, tôi cũng giật mình đó. Tính ra,
Tôi cũng bị mấy người cuốn vào chuyện này thôi. Cái gì? Rõ ràng cậu đã rất hưng phấn. Nói cô ta là lần đầu mà, nhưng chúng ta cũng đã xin lỗi rồi, cũng đã được Suko tha thứ rồi. Chuyện đám cháy không liên quan gì tới chúng ta cả. Bây giờ chỉ có một mình cô ta, chắc cũng không dám báo cảnh sát đâu. Cũng có nghĩa là bố mẹ cô ta chết. Chúng ta có thể yên tâm rồi. Đúng vậy, 10 năm sau khi xảy ra chuyện này, kẻ bạo lực năm đó đã có một cuộc sống mới, dường như tội ác năm đó chưa từng xảy ra. Umi liên tục tham gia các bữa tiệc xem mắt, cô ta muốn thay đổi vận mệnh bằng việc kết hôn. Tôi thích biển lắm, các cô có hứng thú không? Mọi người đang nói gì vậy? Hả? Gần đây tôi mới mua thuyền để câu cá, vì tôi thích biển, thật sao? Nhìn tên của tôi này, có chữ biển, anh cũng sẽ thích tôi chứ? Đứng trước lời tán tỉnh trắng trợn thế này, người đàn ông kia không biết trả lời thế nào, nhưng Umi không ngờ rằng những gì cô ta làm đã rơi vào tầm mắt của một người khác. Một ngày nọ, trong bữa tiệc xem mắt, Umi đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Vì nhà đối phương mở một bệnh viện nên Umi rất coi trọng người đàn ông này, ai ngờ lại bị người ta chê bai vì tuổi tác, mỉa mai cô là gái ế hết thời đã quá 25 tuổi. Một người kiêu ngạo như Umi tất nhiên là không chấp nhận được, đừng nói mấy lời như thời đồ đá nữa. Lão già này, ông bao tuổi hả? Mùi hôi thối trên người ông nồng lắm đó có biết không? Tôi nói này, ngoài việc bố mẹ ông mở bệnh viện ra, ông còn ưu điểm gì đâu chứ? Nhờ có người nhà nên ông mới được nhận vào bệnh viện làm việc thôi, sao ông có thể nghĩ là mình có quyền lựa chọn chứ? Mấy câu nói này đã khiến người đàn ông kia rất tức giận. Ông ta kéo Umi đang định rời đi lại, sau đó hất ly rượu về phía cô, nhưng điều không ngờ là cảnh tượng mà mọi người dự đoán lại không xảy ra. Một cô gái xa lạ đã chặn lại ly rượu thay Umi, cả người cô ướt đẫm, người đó chính là Soko. Điều nực cười là Umi không hề nhận ra cô gái đã bị mình hủy hoại cuộc đời. Cô ta cũng không biết rằng kiếp nạn lớn nhất của cuộc đời mình sắp tới. Cô tưởng cô giúp được tôi sao? Không. Không phải vậy, cô muốn làm gì? Soko giả vờ ngây thơ vô tội, liên tục khen Umi đáng yêu xinh đẹp, muốn được đi xem mắt cùng với cô để học tập. Umi kiêu ngạo nghe vậy thì rất đắc ý, sau đó mỉa mai Soko quê mùa. Cô ta không biết rằng mình đã từng bước rơi vào cái bẫy của Soko, ngược lại còn coi Soko như fan hâm mộ của mình. Hai người hẹn lần gặp tiếp theo, Umi quay người rời đi, nên không nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sắc khí của Soko, mà còn một điều bất ngờ nữa, cô gái đó xấu tính thật, tiếc là không được hắt rượu vào mặt cô ta. Cô không sao chứ? Đây là thù lao, cảm ơn nhé. Lát nữa tôi và bạn đi uống rượu. Cô có đi cùng không? Để trả thù những kẻ từng ức hiếp mình, Soko cải trang tiếp cận kẻ thù, cuối cùng cũng trở thành bạn thân nhất của cô ta. Trải qua 10 năm mài mòn, Umi từng không coi ai ra gì, giờ đã trở thành loại trà xanh chuyên câu đại gia. Nhưng không ngờ rằng, con đường kết hôn của Umi gặp rất nhiều trắc trở. Không những thế, đi làm còn bị đồng nghiệp ghét. Umi nghe nói cô tan làm sớm, đẩy hết việc cho đồng nghiệp làm. Umi mưu mô lập tức hiểu ra là đồng nghiệp ghét mình nên đã mách lẻo với cấp trên, cô ta lập tức tỏ vẻ đáng thương, nói dối mẹ mình bị bệnh nặng, quả nhiên đã qua mắt được cấp trên, tôi xin lỗi. Vậy à, mẹ cô vẫn khỏe chứ, lần sau nghỉ sớm, chỉ cần báo trước là được rồi, thấy đã lừa được quản lý. Umi lập tức rút lui, trước khi đi còn quay sang lườm đồng nghiệp vì dám lo chuyện bao đồng, nhưng cô ta không ngờ rằng quản lý lại là một người chính trực đến vậy. Cô Umi, vâng, cô vẫn ổn chứ, để giảm bớt cảm giác tội lỗi với Umi. Quản lý nói rằng mình sẽ nhắc nhở những đồng nghiệp cố ý cô lập Umi, còn mời cô tham gia bữa tiệc do tổng công ty tổ chức, nhưng nào ngờ ngoài mặt thì cô ta đồng ý. Nhưng sau đó lại nói chuyện này cho Soko, tôi không đi đâu, thay vì đi tới đó, thà đi xem mắt còn hơn. Nhưng Umi không ngờ Soko lại rất để tâm tới chuyện này, cô hết lòng khuyên nhủ, ở bữa tiệc chắc chắn sẽ có rất nhiều đại gia. Biết đâu cô lại tìm được người chồng tốt thì sao? Umi nghe vậy liền mắc bẫy, cô ta không hề biết rằng đây là món quà Soko chuẩn bị cho mình. Dưới sự cổ vũ của Soko, cuối cùng Umi quyết định đưa Soko tới tham gia cùng. Quả nhiên gặp được rất nhiều người nổi tiếng và đại gia, Umi thấy vậy thì mừng thầm trong lòng. Tôi biết ngay là sẽ có nhiều minh tinh và nhà đầu tư tới đây mà, cô đi theo tôi là quyết định đúng đắn rồi đó, thật sự rất cảm ơn cô. Đúng lúc này, Soko nhìn thấy một bóng dáng đã 10 năm chưa gặp, cô vội vàng quay đầu tránh đi, hành động này đã khiến Umi chú ý tới. Soko đành phải nói dối rằng mình gặp người nổi tiếng nên có hơi căng thẳng, cô ta nghe vậy liền mỉa mai cô là đồ nhà quê thiếu hiểu biết. Trong bữa tiệc, Umi trò chuyện vui vẻ cùng các ông lớn, còn trao đổi danh thiếp, hy vọng có thể câu được một đại gia trong số đó. Không ngờ lúc này lại có một ông chú trung niên đi tới. Xin lỗi, nếu có thể, cô nhận danh thiếp của tôi được không? Thấy đối phương không có danh tiếng gì, Umi chỉ đồng ý cho qua. Nào ngờ Soko đứng bên cạnh lại nhận ra, ông ấy là một đại gia thực thụ. Cô vội vàng tiến lên kéo Umi lại. Umi, hình như đây là chủ tịch cực kỳ nổi tiếng trong bảng xếp hạng người giàu đó. Quả nhiên Umi nghe thấy tin này lập tức thay đổi 180 độ. Cô ta nhiệt tình đưa danh thiếp của mình cho đối phương, không ngừng lấy lòng đối phương, còn Soko chỉ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào họ, không biết đang mưu tính điều gì. Rất nhanh, Umi đã nhận được lời mời của Naito, cô ta kích động hỏi Soko tại sao lại đối tốt với mình như vậy. Soko lại trả lời rằng, trên đời này không ai mong cô hạnh phúc hơn tôi hết, cho tới khi cô kết hôn. Dù là chuyện gì tôi cũng sẽ giúp cô, vì chúng ta là bạn mà. Nhưng thực chất, Soko muốn hủy hoại tất cả vào lúc Umi hạnh phúc nhất. Giống như năm đó cô ta đã làm với cô, Umi không hay biết gì, thậm chí còn rất cảm động, còn tặng thỏi son yêu thích của mình cho Soko.
cho cô đó. Cô không biết trang điểm, tôi nhìn mà thấy xấu hổ luôn đó. Cảm ơn cô rất nhiều, đã lâu rồi tôi không có bạn là con gái, thú vị thật, có thể thấy được. Lúc này Umi đã hoàn toàn tin tưởng Soko, nhưng thứ Soko muốn không chỉ có vậy. Vì vậy sau khi tiễn Umi và Naito rời đi, Soko một mình quay về nhà cũ của mình. Mọi chuyện trong quá khứ dường như một cơn ác mộng không ngừng lặp lại trong đầu Soko, nó hành hạ nội tâm của cô mọi lúc mọi nơi. Nghĩ tới đây, Soko cũng không do dự nữa, cô chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo. Bên này Umi vẫn đang ngơ ngác không biết gì, chỉ mải mê lấy lòng Naito để được gả vào nhà giàu. Nhưng điều kỳ lạ là, rõ ràng là lần đầu hẹn hò. Nhưng ông ấy lại chỉ quan tâm tới Soko. À đúng rồi, cô ấy vẫn khỏe chứ, cô gái đi cùng cô trong bữa tiệc đó. Umi thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là ông ấy tò mò về Soko, cô ta cũng không ngờ. Lần đầu tiên gặp mặt mà đối phương đã hỏi cô ta có cái nhìn thế nào về hôn nhân, Umi cảm thấy căng thẳng, do dự một lúc rồi mới nói ra lời nói dối mà mình đã nói vô số lần. Hôn nhân bắt nguồn từ hai cá thể độc lập, muốn tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn, từ đó đặt ra thỏa thuận, sau đó còn giả vờ thẳng thắn nói với ông. Người đàn ông như ông, dù là nữ minh tinh hay người mẫu, ông có thể chọn thoải mái. Sở dĩ cô có thể ngồi ở đây, không phải vì ông yêu mình, mà là vì kết hôn với người bình thường, sẽ khiến mọi người có cảm giác thân thuộc gần gũi với ông hơn. Từ đó giá trị của công ty cũng sẽ cao hơn, cũng nhờ những câu nói này đã khiến Naito cảm thấy có hứng thú với cô ta. Cô có tầm ảnh hưởng đó đúng không? Đúng vậy, tôi muốn nói vài chuyện. Đầu tiên, có vẻ cô đã hiểu lầm cực lớn. Sao cơ? Bởi vì tôi yêu cô. Umi lập tức ngây người. Cô ta có nằm mơ cũng không ngờ tới kết quả này. Naito lấy món quà mình đã chuẩn bị ra, đó là một chiếc nhẫn kim cương siêu to. Umi không dám tin giấc mơ này lại đến với mình. Cô lập tức đeo nhẫn đi khoe với Soko. Đẹp quá. Chúc mừng cô nhé. Soko bày tỏ chúc mừng Umi, nhưng cô ta lại cảm ơn Soko vì có cô nên cô ta mới được may mắn như vậy. Thậm chí lúc này trên mạng đều đang đưa tin Naito sắp kết hôn với một cô gái bình thường. Dường như Umi đã biến thành công chúa lọ lem trong chuyện cổ tích Asura. Cảm ơn cô, Soko tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực chất là đang cười mỉa cô ta. Mà lúc này, Umi lại nói cho cô biết bí mật lớn nhất của cô ta. Cô ta kể chuyện mình từng bị hủy hôn. Soko tự nhận là mình hiểu rõ Umi như lòng bàn tay. Nhưng cũng phải ngạc nhiên, mẹ tôi, bà ấy rất xấu xa, hóa ra mẹ Umi nghiện cờ bạc. Luôn coi cô ta như cây rút tiền, thậm chí còn liên tục đòi tiền chồng chưa cưới của cô ta, cuối cùng khiến cả nhà đối phương phản đối. Thương lượng không được nên cô đã bị hủy hôn. Điều nực cười là Umi nghĩ rằng mẹ đã hủy hoại cả cuộc đời mình, nhưng cô ta lại không nghĩ tới. Những điều mình từng làm với Soko còn tàn nhẫn hơn những gì mẹ cô ta làm nhiều. Tôi đã khóc rất lâu, vậy nên tôi phải trở thành tầng lớp cao hơn. Để tất cả bọn họ nhìn thấy, đây mới là đối tượng kết hôn xứng với tôi. Bây giờ thì tôi thật sự rất vui. Lúc này Umi vẫn chưa ý thức được viên đạn cô ta bắn ra 10 năm trước sẽ được trả lại y nguyên vào 10 năm sau. Cô ta sẽ phải trả giá đắt vì sự vô tri của mình. Chúng ta nhất định phải làm một hôn lễ đẹp nhất thế giới. Umi nghe thấy lời này, cảm động tới mức nắm lấy tay Soko. Mà không hề biết cơn ác mộng sắp đến với mình. Tôi rất muốn gặp cô, tôi cũng vậy. Hóa ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Soko. Trong hôn lễ mà Umi mong chờ đã lâu, là người đã từng bị Umi hủy hoại cuộc đời, Soko sẽ tặng cho cô ta món quà gì đây? Umi không ngờ rằng, vào ngày kết hôn của mình, cô ta lại bị lộ video giường chiếu. Em luôn nghĩ, sinh con nhất định phải tìm một anh chàng thật đẹp trai. Nếu kết hôn với Naito, chắc chắn không thể sinh con cho ông ta rồi. Nếu không sẽ phải di truyền bộ mặt xấu xí đó, vậy thì tội cho đứa bé lắm. Hóa ra trước đó, Soko từng bị Umi hủy hoại cuộc đời. Trải qua bao vất vả, cuối cùng cô cũng giúp Umi được kết hôn với một vị đại gia. Nhưng khi Umi tưởng ước mơ của mình sắp thành hiện thực, Naito lại hẹn gặp riêng Soko. Tôi hy vọng cô có thể nói cho tôi biết về chuyện của Umi. Hóa ra từ sau khi ông quen biết Umi, lúc nào cô ta cũng có thể trả lời đúng ý ông nhất. Dường như đã được lên kế hoạch sẵn vậy. Chính vì thế Naito chắc chắn rằng có người đứng sau giúp đỡ Umi. Ông lập tức nhớ tới Soko, người vẫn luôn đứng bên Umi trong bữa tiệc. Nếu tôi và Umi kết hôn, cô sẽ có lợi ích gì? Sau đó Naito đưa một tấm chi phiếu trắng cho Soko, bảo cô có thể viết một con số tùy thích. Chỉ cần cô nói cho ông biết mục đích thật sự của Umi, nhưng ông ta không ngờ rằng thứ Soko muốn không phải mấy thứ này. Cô chỉ cần nói những chuyện Umi chưa từng nói cho tôi biết là được. Nhưng Soko lại nói, Umi thật lòng yêu ông, nhờ vậy mà đã xóa bỏ được nghi ngờ. Mà Umi cũng tin tưởng cô hơn, so với tiền, tôi còn quan trọng hơn sao? Tất nhiên rồi, người tôi tin tưởng chỉ có Asura thôi. Trong bầu không khí hòa thuận thế này, Soko đã đề nghị Umi hãy phát trực tiếp công khai hôn lễ của mình, không những có thể tuyên truyền giúp công ty Naito, còn có thể giúp cô ta nổi tiếng hơn. Quả nhiên Umi nghe vậy liền rung động, còn giao trọng trách làm thiệp mời cho Soko. Nhưng cô ta có nằm mơ cũng không ngờ tới, đây sẽ là quyết định mà cô ta hối hận nhất trong đời. Khi nói chuyện về thời cấp 3, cô ta còn đắc ý nhắc tới chuyện Soko từng bị cưỡng hiếp, thậm chí còn bôi nhọ bố mẹ cô phải chết thảm vì cô đi bán thân. Cơn thù hận trong Soko lập tức bùng lên, nhưng cô biết bây giờ chưa phải lúc để cô ta trả giá. Cô cố gắng mỉm cười, né tránh cuộc trò chuyện này, nhưng ác quỷ trong cô lại được đánh thức một lần nữa. Cô quay về căn nhà đã cháy rụi của mình, những lời lẽ quá quát của Umi không ngừng lặp lại trong đầu cô, vì vậy cô quyết định tặng cho Umi một món quà.
Sau khi biết tin Umi nói với người ngoài rằng mẹ cô ta đã qua đời, Soko lập tức tìm kiếm mọi thông tin về mẹ của Umi, quả nhiên là vũ khí tốt nhất để đối phó với Umi. Umi à, mẹ làm con sợ rồi đúng không? Soko biết tình cảm của Umi dành cho mẹ rất phức tạp. Một mặt thì căm hận bà, nhưng mặt khác lại khát khao có được tình yêu của mẹ. Vậy nên sau khi hai người họ cãi nhau xong, Soko đã cố ý tiếp cận bà ta với thân phận bạn thân của Umi. Nhưng cô không ngờ rằng, trong mắt mẹ, Umi lại là loại hám tiền vô liêm sỉ, vì tiền mà có thể làm ra bất cứ loại chuyện dơ bẩn nào. Nó chẳng khác nào cái xe buýt công cộng, ai cũng lên được, thật sao? Thậm chí bà ta còn nói cho cô biết người tình của Umi. Đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn đối với Soko, thế là cô giả vờ vô tình tiết lộ chuyện Umi sắp kết hôn với đại gia, chuyện này lập tức thu hút sự chú ý của Yoshi. Là một con nghiện cờ bạc, sao bà ta có thể bỏ qua cơ hội phát tài này được? Lúc này, Soko lại chu đáo tặng cho bà một tấm thiệp mời, rất nhanh đã tới ngày cưới của Umi. Soko mặc một bộ váy đen bước vào phòng của Umi, cô vô cùng vui vì Umi sắp hoàn thành ước mơ của mình, bởi vì cô sẽ đẩy cô ta xuống địa ngục vào khoảnh khắc cô ta hạnh phúc nhất. Giống như những gì năm đó cô ta đã làm, bộ váy màu đen của cô đối lập hoàn toàn với chiếc váy cưới trắng của Umi, nhưng lúc này Umi vẫn đang đắm chìm trong tương lai rực rỡ của mình. Cô ta không biết rằng hôm nay cô ta sẽ phải trả giá vì tội nghiệp cô ta gây ra từ 10 năm trước. Trong nhà thờ lớn nhất thành phố, hôn lễ trong mơ của Umi đã chính thức bắt đầu. Không chỉ có người trong giới thượng lưu tới dự, ngay cả cư dân mạng cũng được xem trực tiếp, cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ này. Nhưng khi Umi đang vui vẻ nói lời cảm ơn mọi người, một giọng nói quen thuộc đã ngắt lời của cô ta. Hôm nay tôi rất vui vì được đứng ở đây. Mẹ của Umi đột ngột xông vào, cô ta lập tức ngây như phỗng. Chỉ sợ người phụ nữ này sẽ phá hỏng hôn lễ của mình, nhưng cô ta không ngờ rằng lúc này mẹ cô ta lại thấy cắn rứt lương tâm sau khi đẩy bảo vệ ra. Bà ta bắt đầu bài diễn thuyết của mình, bà nói mình là một người mẹ đơn thân chưa làm tròn trách nhiệm, khiến con gái phải chịu rất nhiều khổ sở. Thậm chí còn nói rằng mình đã chết, nhưng bà vẫn rất tự hào vì có thể làm mẹ của Umi, nói xong liền ôm lấy con gái khóc sướt mướt. Đưa bầu không khí lên cao trào, giờ thì cuộc đời của Umi đã hoàn toàn viên mãn, không những có bạn thân hết lòng vì mình, còn có một người chồng giàu có. Và một người mẹ thương yêu mình, ngay cả cư dân mạng cũng gửi lời chúc phúc cho cô, chỉ có Soko biết. Mọi thứ sắp chấm dứt rồi, cô giơ tay ra hiệu cho nhân viên mở video kỷ niệm của cô dâu chú rể. Khi mọi người đang xem rất vui vẻ, video đột nhiên bị dừng lại. Sau đó khắp hội trường vang lên một âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai. Nữ chính trong video chính là Umi, lần này thì cô ta toi đời rồi, cảnh tượng trên video. Càng ngày càng táo bạo hơn, chắc các bạn cũng không thích xem, nên tôi đã xem hộ mọi người rồi. Đúng là quá xấu hổ, Naito tức giận cho người tắt video đi, nhưng chuyện đã quá muộn, Soko đã sớm chuẩn bị thiết bị dự phòng. Thậm chí còn không thèm làm mờ video, mà sở dĩ mẹ Umi đột nhiên tốt bụng như vậy, cũng là do Soko đã khuyên nhủ bà, cô hiểu rõ tham vọng của bà ta. Nên đã nói với bà ta rằng, chỉ khi hai người họ thuận lợi kết hôn, bà ta mới được hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Nhưng bây giờ thì không còn gì nữa rồi, thấy Naito yêu cầu hủy hôn, mẹ Umi cũng không tiếp tục diễn nữa, bà ta liên tục oánh con gái, lúc nãy vẫn đang có mọi thứ trong tay, vậy mà giờ tất cả đã tan thành tro bụi, cuối cùng Umi không thể chịu đựng nổi, cô vội vàng trốn khỏi hội trường, chuẩn bị đối mặt với cuộc đời tăm tối của mình, tất nhiên là Soko sẽ không bỏ qua cho cô ta, Umi. Thấy Umi ngã từ trên cao xuống, cuối cùng Soko cũng nở nụ cười chiến thắng, nhưng kế hoạch trả thù của cô mới vừa bắt đầu mà thôi, cô tiếp tục chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Chàng trai lừa nữ sinh tới phòng để đồ, sau đó tàn nhẫn xâm hẹo cô, khiến cô bị tất cả mọi người thóa mạ, bố mẹ cô cũng qua đời vì chuyện này. Nhưng 10 năm sau, tên khốn đó không những không bị trừng phạt, ngược lại còn có một cuộc sống rất mỹ mãn, hoàn toàn không nhớ tội ác mà mình đã gây ra. Để trả thù, sau khi Soko hủy hoại cuộc đời Umi, cô đã tới câu lạc bộ mà Takeshi thường xuyên lui tới, ai ngờ chỗ này lại theo chế độ hội viên. Không được mời thì không được vào, khi Soko chán nản định ra về, đột nhiên lại gặp lại Jin đã 10 năm chưa gặp, Soko. Soko vô cùng bất ngờ, nhưng Jin lại đưa cô vào câu lạc bộ, hóa ra anh đã sớm chú ý tới cô, nhưng anh không dám chắc. Sau khi biết Jin là ông chủ của câu lạc bộ này, vì muốn anh giúp đỡ, Soko đành phải nói cho anh nghe sự thật, cô kể lại những chuyện bọn họ đã làm với cô. Và cả chuyện cô thuê người đóng giả thiếu gia nhà giàu để dụ Umi lên giường quay lại cảnh nóng, sau đó cô còn nhờ Jin, có thể cho em làm hội viên ở đây được không? Tại sao? Bởi vì đối tượng trả thù của em có khả năng sẽ tới đây, nhưng Soko không ngờ rằng lần này Jin lại từ chối cô, anh còn khuyên cô đừng hủy hoại cuộc đời mình vì chuyện này. Soko lập tức ngớ người, cô không ngờ lý tưởng để mình sống tiếp lại không đáng nhắc tới qua miệng Jin, hai người cãi nhau một trận rồi rời đi. Bên này, Umi bị thương nặng cũng gặp lại một người quen cũ, chắc cô rất đau khổ. Nhìn thấy cô Umi, tôi lại nhớ tới một người bạn mình đã từng không giúp được, tôi nhất định sẽ cứu cô. Cô ấy liên tục an ủi Umi, nhưng tay lại không ngừng vuốt ve móc khóa của mình. Cô ấy chính là bạn thân tốt nhất của Soko năm đó, cũng là người duy nhất khuyên Soko báo cảnh sát. Bây giờ cô ấy đã trở thành cảnh sát, nhưng Soko lại không hay biết gì. Sau khi biết tin kẻ thù sắp tổ chức sự kiện ở câu lạc bộ của Jin, cô lại tới tìm Jin. Hy vọng anh có thể để cô làm việc ở đây, vì đây là cơ hội duy nhất để cô tiếp cận đối phương. Kết quả không ngoài dự đoán, Soko lại bị từ chối một lần nữa.
nhưng không phải vì Jin sợ rước họa vào người, mà là anh muốn Zuko bắt đầu một cuộc sống mới, thậm chí anh còn tình nguyện hy sinh mọi thứ để đổi lấy 10 năm tổn thất của Zuko. Nhưng đây không phải kết quả mà cô muốn, cô nói với Jin, Takeshi chính là người đã giúp Umi làm chuyện đó. Jin nghe vậy cũng không chịu được, nhưng anh sợ Zuko sẽ gặp phải chuyện tương tự. Cô lại nói cô không quan tâm, vì cô chỉ muốn trả thù, cô tình nguyện hy sinh tất cả. Cuối cùng Jin cũng biết rõ quyết tâm của Zuko. Nhờ có sự giúp đỡ của anh, Zuko đã được làm phục vụ của câu lạc bộ, hơn nữa còn có một thân phận mới, nhưng cô không hề quên. Cô con gái đáng yêu của kẻ thù, Fujino có thích bố không? Jin chỉ dùng một cây bút đã có thể giúp Zuko biến thành một người khác, hóa ra 10 năm trước. Zuko không có gì nổi bật lại được stylist nổi tiếng để mắt tới, nhờ vậy cô đã trở thành người nổi tiếng, không ngờ lại bị bạn học ghen ghét hãm hại. Điều đáng căm hận là bọn họ còn quay video lại rồi đăng lên mạng, bố mẹ Zuko cũng qua đời sau chuyện này, nhưng kẻ bạo lực không những không áy náy. Ngược lại còn quên đi tội ác mà mình đã gây ra, bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Chào mừng bố về nhà, bố về rồi đây Fujino, con vừa làm gì vậy? Con chơi ạ, đừng chạy chân trần thế. Cảnh tượng hạnh phúc này đối lập hoàn toàn với Zuko tan cửa nát nhà, đáng lẽ Zuko cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc như vậy. Để trả thù, cô nghiên cứu tất cả các tài liệu về Takeshi, lúc này mới phát hiện anh ta thường xuyên tới một câu lạc bộ tư nhân. Điều không may là câu lạc bộ này rất kín đáo, phải là hội viên mới được vào. Điều này khiến kế hoạch của Zuko rơi vào bế tắc khi cô tưởng mình sẽ phải tìm kế hoạch mới. Đột nhiên lại gặp lại Jin, người mà cô vẫn luôn né tránh suốt 10 năm, Zuko, nhưng điều khiến Zuko bất ngờ vẫn chưa kết thúc. Hóa ra Jin chính là ông chủ của câu lạc bộ này, thế là cô liền xin anh cho mình làm việc ở đây. Jin biết được sự thật liền từ chối cô. Anh hy vọng Zuko có thể quên đi thù hận, bắt đầu một cuộc sống mới, không cần đánh đổi cuộc đời mình vì loại chuyện này. Không ngờ lại chọc giận Zuko, cô không đồng ý với quan điểm của anh. Cũng không muốn buông bỏ thù hận, vì vậy cô đã theo dõi vợ của Takeshi, tiếp cận con của anh ta, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay. Dường như câu lạc bộ của Jin đã biến thành một ngọn núi cao khó mà vượt qua được, Zuko không còn cách nào, đành phải liên lạc với Jin. Cô cầu xin Jin hãy giúp mình, cho dù cô phải xuống địa ngục cũng không hối tiếc, nhưng cô nào biết, so với sự bất hạnh của những kẻ kia. Jin càng mong cô có thể hạnh phúc hơn, thực ra anh không hề sai, điều anh sai là đã đánh giá thấp quyết tâm của Zuko. Quả nhiên, em đã trở nên rất kỳ quái, thậm chí em còn không sợ việc hiến thân cho tên khốn đó, em nghĩ em đã điên tới mức đó rồi. Lần này Jin cũng không cố chấp nữa, anh gọi Zuko đang chuẩn bị rời đi. Và nói với cô, anh sẽ không để em xuống địa ngục một mình đâu, chỉ cần có thể giúp em hạnh phúc, anh có thể chịu bất hạnh. Vậy nên, xin em đừng biến mất nữa. Sau khi có Jin giúp đỡ, cuối cùng Zuko cũng thay đổi thân phận, đổi tên thành Onihei, trở thành phục vụ của câu lạc bộ. Kẻ từng làm chuyện không nên làm với cô năm đó, cũng sắp phải nhận quả báo thảm thiết. Thật ngại quá, tôi bị vấp, không sao, cô mới tới đây làm sao, tôi đã tới đây rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp cô, tôi tên là Onihei, người đàn ông này vì muốn ngủ với gái xinh đã bỏ thuốc vào trong ly nước của cô. Sau đó nở một nụ cười đắc ý, Onihei, cô không sao chứ, tỉnh lại đi, hóa ra để trả thù Takeshi vì từng làm hẹo mình. Zuko đã nhờ Jin giúp đỡ thay đổi thân phận, đổi tên thành Onihei, thành công thu hút sự chú ý của Takeshi. Nhưng cô không ngờ rằng Takeshi là đại diện của một công ty thực phẩm có bề ngoài hào nhoáng lấp lánh, vậy mà lại mua bán thuốc tiên trong câu lạc bộ. Em phát hiện trong túi có thuốc ngủ, nhìn bọn họ có vẻ rất quen thuộc, có lẽ đã bắt đầu giao dịch này từ lâu rồi nếu muốn sử dụng thuốc ngủ. Tới bệnh viện kê đơn là được rồi, nhưng nếu không phải, vậy tác dụng của loại thuốc ngủ này không cần nói cũng biết. Để tìm hiểu mục đích của Takeshi, Zuko giả vờ bất cẩn vấp ngã vào người anh ta. Sau đó đặt máy nghe lén vào trong túi của anh ta, nhờ vậy mà cô đã phát hiện tên khốn này vẫn chưa chừa thói cũ. Anh ta ngoài mặt thì sắm vai một người chồng tốt, một người bố tốt, nhưng thực chất lại không ngó ngàng gì tới vợ, thậm chí còn không nhớ ngày sinh nhật của con gái. Một ngày nọ, đột nhiên cấp trên tới tìm Takeshi, bảo anh ta đi giới thiệu sản phẩm của công ty cùng đàn em. Vì đối phương tuổi còn trẻ mà đã là nhân viên xuất sắc của công ty, còn Takeshi thì thành tích bình thường. Điều này khiến anh ta cảm thấy rất mất mặt, anh ta cũng không ngờ rằng phần trăm vào công ty sau mà lại không nể mặt anh ta chút nào, anh tự làm trước đi. Nếu có hy vọng ký hợp đồng thì tôi sẽ đi với anh sau, nhưng mà lần sau lấy được đơn hàng to là tôi được thăng chức rồi, không biết ông bố bỉm sữa như anh thì làm được tới mức nào. Đừng có kéo chân tôi đó, đối mặt với sự sỉ nhục của đàn em, Takeshi tức điên cả người, nhưng anh ta không ngờ rằng cuộc trò chuyện này đã bị Zuko nghe thấy. Vì vậy khi Takeshi đang đau đầu chạy khắp nơi vì đơn đặt hàng, đột nhiên Zuko gọi điện cho anh ta, 300 triệu, đúng vậy, việc nhập hàng cho tất cả cửa hàng của chúng tôi đều sẽ giao cho anh. Zuko giả vờ dùng công ty của Jin nhập hàng rồi giao cho Takeshi phụ trách, đây đúng là tin mừng đối với anh ta. Vì chỉ cần làm xong đơn hàng này, anh ta không những có thể đổi đời mà còn khiến những người từng khinh thường anh ta phải lau mắt mà nhìn. Cũng kể từ giờ phút này, anh ta đã rơi vào cái bẫy của Zuko. Tôi là Takeshi, tôi sẽ phụ trách đơn hàng này, có anh là tôi yên tâm rồi. Tôi mới là người phải cảm ơn vì cô đã giao đơn hàng lớn như vậy cho tôi. Thật sự rất cảm ơn cô, chúng tôi sẽ cung cấp phương án tốt nhất, hợp tác vui vẻ. Sau đó Zuko nói dối Jin có việc không ở đây, chi bằng họ đổi nơi khác trò chuyện. Điều này cũng vừa đúng Takeshi.
Cùng lúc này, nữ cảnh sát Yoriko vẫn luôn điều tra vụ án của Umi cũng tìm tới Jin. Anh đã gặp cô gái này chưa? Cô ấy là ai? Cô ấy là Umi, là một trong số ít những người bạn của Soko. Yoriko cảm giác chuyện này có liên quan tới Soko, nên cô hy vọng Jin có thể nói cho mình biết manh mối của Soko. Nhưng anh lại kiên quyết phủ nhận, vì anh không rõ, khi Yoriko biết người đứng sau mọi chuyện là Soko, cô sẽ lựa chọn như thế nào. Bên này, dưới sự tán tỉnh của Soko, rất nhanh khoảng cách giữa họ đã thu hẹp dần. Takeshi nói mình và vợ kết hôn do có con, anh vẫn luôn bị vợ và đồng nghiệp coi thường. Soko lập tức tìm được điểm đột phá vì cô muốn giúp Takeshi hoàn thành giấc mộng, như vậy khi trả thù mới có thể khiến anh ta hoàn toàn sụp đổ. Dưới ánh mắt nồng cháy của Takeshi, Soko cố tỏ ra ngượng ngùng như những cao thủ đi săn thường xuất hiện trong hình dáng con mồi. Để tạo cơ hội cho Takeshi, cô giả vờ đi vệ sinh, không ngoài dự đoán của cô, Takeshi lén lút lấy thuốc ngủ từ trong túi ra, đổ vào ly nước của Soko, mong chờ được trải qua một đêm cùng cô mà không hề hay biết nguy hiểm sắp ập tới, có chuyện gì vậy? Hôm qua, chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Suýt nữa thì toang rồi, rõ ràng anh đã có vợ rồi mà. Không ai ngờ tới, đầu gấu khét tiếng một thời khi đang chuẩn bị ký hợp đồng quan trọng lại bị lộ ảnh nóng. Đây là Mina. Tôi sắp bắt đầu rồi, hóa ra sau khi có Jin giúp đỡ, Soko đã thay đổi thân phận, cố ý tiếp cận kẻ đầu sỏ từng làm chuyện xấu với mình. Cô cố ý làm rơi dĩa, nhân lúc đối phương cúi xuống nhặt, cô đã nhanh chóng đánh cháo hai ly nước. Takeshi không hay biết gì, vẫn tưởng con mồi sắp tới tay, nhưng thực chất là anh ta đã rơi vào cái bẫy của Soko. Soko cởi hết quần áo của anh ta ra, vờ như hai người đã có tình một đêm. Sau đó mới lấy máy tính của anh ta ra, cô phát hiện mấy năm nay, anh ta vẫn luôn dùng thuốc mê để làm chuyện xấu, rồi dùng video tống tiền họ. Soko không bình tĩnh nổi nữa, cảnh tượng Takeshi xâm hẹo cô dường như đang ở trước mắt. Tại sao tên khốn này lại được con gái yêu thương tới vậy? Lúc này, Soko đã nắm trong tay toàn bộ chứng cứ phạm tội của Takeshi, nhưng cô không giao nó cho cảnh sát mà đem chứng cứ tới tìm Jin, hy vọng anh có thể giúp Takeshi đi lên đỉnh cao cuộc đời. Jin nghe vậy thấy rất khó hiểu, rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung, tại sao cô còn muốn giúp đối phương? Câu trả lời của Soko lại khiến người khác phải rét run, càng hạnh phúc thì khi mất đi mới càng đau khổ, chỉ báo thù đơn giản thì không thể chấm dứt mọi thứ được. Dưới sự giúp đỡ của Jin, Soko đưa những tin đồn xấu của phần trăm cho cấp trên của anh ta. Điều này khiến cấp trên rất khó xử, phải biết công ty của Jin là khách hàng lớn nhất của họ. Nếu vì chuyện này mà chọc giận Jin, vậy công ty họ sẽ lập tức phá sản. Nhưng Soko lại nói với anh ta, nếu giao dự án này cho Takeshi thì cô sẽ bỏ qua chuyện cũ. Chiêu này quả nhiên có tác dụng, đối thủ cạnh tranh của Takeshi đã bị cấp trên đuổi khỏi công ty, thậm chí anh ta còn có cơ hội được thăng chức lên làm quản lý. Chuyện này khiến Takeshi cười không khép nổi miệng, tuyệt thật đó, nhưng chuyện vui hơn vẫn chưa dừng lại ở đó, vì có con nên mới kết hôn. Hai vợ chồng ít tiếp xúc với nhau, sau nhiều lần tranh cãi, khiến cuộc hôn nhân vốn không vững chắc ngày càng lung lay hơn. Nhưng dưới sự tác hợp của Soko, Takeshi mới phát hiện, hóa ra cơn giận của vợ không phải đột nhiên mà có, mà là do cô không có cảm giác an toàn. Lúc này Takeshi mới hiểu, thực ra vợ vẫn luôn yêu anh ta. Chỉ là anh ta đã hiểu lầm sự lo lắng của vợ thành những lời càm ràm. Takeshi áy náy lập tức quay về nhà, thổ lộ lòng mình cùng với vợ. Anh ta nói lại y nguyên những lời Soko dạy cho mình. Anh ta nói, kết hôn với cô là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời này. Misato nghe vậy liền ngứa người, cô không dám tin đây là người chồng vô tâm của mình. Nhưng Takeshi lại lặp lại một lần nữa, dù chúng ta cãi vã thế nào, điều này cũng không thể thay đổi. Kết hôn với em thật sự rất tuyệt. Nhưng anh ta lại không ngờ rằng, vợ vừa nghe vậy đã bật khóc. Hóa ra cô vẫn luôn nghĩ vì có con nên Takeshi mới kết hôn với mình. Dù gì trước đây cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh anh. Mà cô còn lớn tuổi hơn anh, nên cô mới cảm thấy bất an về cuộc hôn nhân này. Cô vẫn luôn cố gắng, chỉ vì không muốn bị chồng bỏ rơi. Nhưng Takeshi chưa bao giờ nghĩ vậy, anh mới là người luôn nghĩ rằng em ở bên người mà em không thích chắc chắn sẽ rất đau khổ, em thích. Cuối cùng Takeshi cũng hiểu được tình cảm và nỗi ấm ức của vợ. Anh ta ôm chặt lấy vợ, hứa sẽ khiến gia đình này luôn luôn hạnh phúc. Nhưng anh ta cũng không ngờ rằng sự thay đổi của vợ cũng là do Soko tác động vào. Giờ đây Takeshi đang chìm đắm trong hạnh phúc, không thể thoát ra được. Đúng lúc này con gái đẩy cửa bước vào, đưa cảm giác hạnh phúc lên tới đỉnh cao. Bố mẹ làm hòa rồi sao, con lại đây nào. Khoảnh khắc này, cuối cùng Takeshi cũng nói, kho báu lớn nhất của mình là gia đình, nhưng không ngờ rằng những lời này đều bị Soko nghe thấy thông qua máy nghe lén. Đây cũng là đáp án mà cô luôn tìm kiếm, hạnh phúc chính là Fujino. Không lâu sau, Jin đưa trợ lý tới công ty Takeshi. Nhưng khi anh ta đang vui mừng vì sắp ký được hợp đồng lớn, Jin lại nói muốn xem bản kế hoạch của Takeshi. Anh ta ngây thơ tưởng rằng mình đã được Jin công nhận, nhưng thực chất, đây chính là cái bẫy mà Soko đã chuẩn bị sẵn. Khoảnh khắc máy chiếu được bật lên, chứng cứ Takeshi làm chuyện xấu với những cô gái cũng được công khai. Anh ta lập tức hoảng loạn, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn rồi. Tất cả khách hàng có liên quan tới công ty cũng liên tục gọi điện thoại tới, yêu cầu hủy bỏ hợp tác. Cuộc đời của Takeshi như rơi xuống đáy vực, thấy cảnh sát tới, anh ta vội vàng bỏ chạy. Ai ngờ lại gặp được người mình không muốn gặp nhất ở đây, vợ anh ta đưa con gái tới công ty, trên tay còn đang cầm chứng cứ phạm tội của anh ta. Takeshi lập tức hoảng sợ,
Anh ta không nghĩ xem tại sao vợ lại xuất hiện ở đây, ngược lại còn ra vẻ bình tĩnh muốn ôm con gái. Nào ngờ lại bị vợ ngăn cản, lúc này cảnh sát đuổi tới bắt anh ta lại. Fujino, Fujino, Fujino. Anh ta liên tục gọi tên con gái, nhưng thứ chờ đợi anh ta chỉ có còng tay lạnh lẽo. Bố ơi, chú cảnh sát, đừng mà, xin chú đó, mau đưa con bé đi đi, Fujino, Fujino. Bố ơi, mau nói xin lỗi đi, bố ơi, bố bị lừa, bố không sai, bố ơi, Misato, Fujino. Anh đã định dừng lại rồi, tại sao, rõ ràng tôi đã hạnh phúc như vậy mà, cuối cùng Takeshi cũng phải trả cái giá xứng đáng với tội lỗi của mình. Hạnh phúc thuộc về anh ta cũng tan biến hết, nhưng cuộc trả thù của Soko vẫn chưa kết thúc, vì vẫn còn một người cuối cùng trong số 3 người từng hại đời cô. Nhìn tấm ảnh chụp chung với bạn thân, Michiru lại có vẻ rất hoảng sợ. Hóa ra 10 năm trước, 3 người bọn họ từng dùng một bức thư tình lừa Soko tới phòng để đồ, sau đó cưỡng hiếp cô, còn quay lại video đăng lên mạng, khiến Soko tan cửa nát nhà. Nhưng cô ta không ngờ rằng, 10 năm sau, là kẻ đầu sỏ gây nên bi kịch này. Umi bị lộ clip nóng ngay trong hôn lễ của mình, sau đó rơi xuống cầu thang, tàn phế suốt đời. Còn Takeshi thì bị lộ chứng cứ làm chuyện xấu với những cô gái, cuối cùng bị vợ con bỏ rơi. Phải sám hối trong tù, điều này khiến Michiru cũng cảm nhận được Soko đã quay về trả thù. Đúng như những gì cô ta đoán, lúc này Soko đã bắt đầu điều tra về Michiru. Nhưng điều khó khăn là, khác với Umi và Takeshi, Michiru là một nhân viên môi giới bất động sản, không hề có mục tiêu xác định. Điều này khiến Soko vẫn luôn muốn hủy hoại ước mơ của bọn họ, không biết nên ra tay từ đâu. Nhưng đúng lúc này, Jin điều tra mạng xã hội của Michiru thì phát hiện ra cô ta đang độc thân và rất thích những anh chàng đẹp trai, đúng là dính vào tình yêu kiểu gì cũng chết. Soko cầu xin Jin hãy để tiếp viên nam ở quán anh đi tiếp cận Michiru, tặng cho cô ta một tình yêu đẹp như mơ. Nhưng cô không hề biết rằng, bạn thân nhất của cô là Yoriko cũng phát hiện ra điều lạ thường. Cô ấy tới tìm Michiru để hỏi chuyện, nhưng Michiru vẫn kiên quyết nói mình không biết gì hết. Kết quả ngay sau khi tạm biệt Yoriko, cô ta liền tới thăm Umi đã tàn tật. Takeshi chết rồi, cảnh sát tới chỗ tôi, hỏi tôi có biết gì không. Cậu phải chịu trách nhiệm, mục tiêu tiếp theo rất có khả năng là tôi chỉ làm theo lời cậu nói mà thôi. Cô ta đổ hết lỗi lầm lên đầu Umi và Takeshi. Dường như chỉ khi làm vậy, cảm giác tội lỗi trong cô ta mới vơi bớt. Sau đó cô ta nhét chiếc điện thoại thời cấp 3 vào tay Umi, nhưng cô ta không ngờ rằng nguy hiểm đang cận kề với mình. Một chàng trai cố ý làm rơi điện thoại của Michiru. Khi cô ta đang định chửi đối phương, đột nhiên nhìn thấy một gương mặt đẹp trai. Xin lỗi cô, tại tôi không tập trung, cô không sao chứ? Michiru không biết phải nói gì. Cô là người coi trọng nhan sắc, nên dù điện thoại có vỡ nát, cô cũng không thể chống lại cám dỗ của đối phương. Cuối cùng, Sora đưa cô ta tới câu lạc bộ của Jin. Nhưng cô ta không ngờ rằng Sora là nhân viên ở đây mà lại không thu tiền của mình, ngược lại còn mượn điện thoại cô. Tôi sẽ cất tấm ảnh này làm kỷ niệm nhé. Cô không thích sao? Cũng không phải, tôi thấy anh rất tự tin. Vì cô đáng yêu mà, vậy nên tôi muốn chụp ảnh với cô. Sora còn nói với Michiru, cô là người con gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp, khiến anh quên đi thân phận làm trai bao của mình. Sau đó còn chu đáo rót rượu cho Michiru, thử hỏi ai mà chịu được cơ chứ. Sau khi về nhà, trong đầu Michiru vẫn luôn hiện lên bóng dáng của Sora. Cô ta ngây thơ nghĩ rằng mình là tồn tại đặc biệt trong lòng Sora. Thậm chí khi Sora gọi điện tới, cô ta còn căng thẳng ngồi dậy. Chắc cô đã về nhà an toàn rồi nhỉ? Ừm, tốt quá, vì đã muộn rồi nên tôi có hơi lo. À đúng rồi, chúng ta có thể gặp nhau tiếp không? Được, tôi đã hẹn cô ấy lần gặp tiếp theo rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra tại sao các chị em lại thích trai bao như vậy. Một chàng trai ấm áp ngọt ngào như này, ai mà chịu nổi chứ? Rất nhanh cuộc hẹn mà Michiru mong chờ cũng đã tới. Sora mua một bó hoa nhỏ bé, giống như một chàng trai ngây thơ rơi vào bể tình. Nhưng Michiru vẫn hơi dè chừng với nghề nghiệp của anh. Cô không biết vì sao Michiru làm tiếp viên mà lại không cần mình trả tiền, cũng không đòi quà của cô. Nhưng Sora lại nói, đơn giản là anh muốn gặp cô vì chỉ cần ở bên cô là anh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Sau đó còn thẳng thắn nói mình làm nghề này cũng là do bất đắc dĩ, tôi phải trả nợ cho bố mẹ nên tôi cần kiếm tiền. Vậy nên sau khi tới Tokyo, tôi mới làm nghề này, tôi không còn lựa chọn nào khác. Xin lỗi vì đã nói với cô mấy chuyện này, không biết vì sao, khi ở bên cạnh cô, tôi lại muốn nói những lời trong lòng mình. Nếu chỉ là nghe anh nói, lúc nào tôi cũng sẵn sàng, cảm ơn cô nhé. Sau đó Sora nói, chờ trả hết nợ cho bố mẹ, anh sẽ từ chức, tìm một nơi bắt đầu lại từ đầu. Công thức quen thuộc, chiêu trò quen thuộc, nhưng Michiru lại bị mắc bẫy. Cô ta lập tức mê Michiru như điếu đổ, thậm chí khi rời đi còn nắm tay đối phương. Cô ta không hề biết rằng tất cả đã rơi vào tầm mắt của Soko, nhưng Soko không hề biết rằng cô cũng sắp phải đón một bước ngoặt mới. Là Soko sao? Soko trốn suốt 10 năm, không ngờ lại gặp lại Yoriko trong trường hợp này. Hóa ra 10 năm qua, vì muốn đích thân nói lời xin lỗi với Soko, cô ấy thường xuyên đi ngang qua nhà cũ của Soko. Cô nói với Soko, nếu năm đó cô ấy kiên quyết khuyên cô báo cảnh sát, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng khi Soko nhìn thấy móc chìa khóa của cô ấy, cô đã lựa chọn buông bỏ. Vì cô nhớ rõ, đó là tín vật của hai người. Cô cảm ơn Yoriko vì tới giờ vẫn nhớ đến mình. Nhưng Soko không ngờ rằng, khi họ chuẩn bị trao đổi phương thức liên lạc,
Cô đã rất ngạc nhiên vì biết được nghề nghiệp của Yoriko. Bây giờ cậu làm gì rồi? Bây giờ mình là một viên cảnh sát. Michiru không ngờ rằng chỉ một chai rượu mấy chục triệu đã khiến chàng trai mà cô ta thích phải ngồi cạnh tình địch. Đối phương không những không dừng lại, thậm chí còn đắc ý mỉa mai Michiru. Ngay cả sâm panh cũng không mua nổi, còn đòi nói chuyện với Sora. Làm ơn ý thức rõ thân phận của mình đi, hóa ra để trả thù những người từng hủy hoại cuộc đời mình. Soko thuê tiếp viên đẹp trai nhất câu lạc bộ, thành công thu hút sự chú ý của Michiru. Nhưng nào ngờ nghề nghiệp của Sora lại khiến Michiru nghi ngờ để thúc đẩy mối quan hệ của hai người. Soko giả làm tiểu thư nhà giàu, trực tiếp kéo Sora đang nắm tay Michiru đi. Nhìn thấy dáng vẻ lưu luyến của anh, quả nhiên Michiru đã mắc bẫy, trực tiếp đi theo tới câu lạc bộ. Nhưng cô ta nào có ngờ, đây lại là âm mưu nhắm vào cô ta. Bây giờ Sora phải đi lấy rượu, cô có thể chờ ở đây một lát. Thấy Soko mua một chai rượu vang đắt tiền, trở thành đối tượng được mọi người nịnh nọt. Ban đầu Michiru vốn không để ý, nhưng cô ta không ngờ. Soko trực tiếp nói muốn qua đêm với Sora, lúc này Michiru cũng không nhịn được nữa. Cô ta tức giận kéo Soko dậy, mắng cô không biết xấu hổ. Nhưng không ngờ Soko không hề quan tâm, ngược lại còn chê cô ta nghèo. Vì không muốn mất mặt trước mặt người mình thích, Michiru lớn tiếng nói muốn mua chai rượu đắt nhất. Cho dù táng ra bại sản cô cũng không sợ, kết quả là bị Sora ngăn cản. Michiru tưởng anh muốn bảo vệ cho kim chủ mới, thậm chí cô còn chuẩn bị tâm lý phải xin lỗi. Nhưng không ngờ Sora lại làm trái với lẽ thường. Neki, tối nay tôi muốn ở cùng Michiru. Michiru không dám tin vào tai mình, Sora vẫn rất kiên quyết. Không muốn Michiru tiêu tiền vì mình, thấy anh một lòng suy nghĩ cho mình như vậy. Michiru độc thân lâu ngày cuối cùng cũng hoàn toàn chìm đắm trong bể tình, lập tức dỡ bỏ hết phòng ngự. Khuyên Michiru hãy bỏ công việc ở câu lạc bộ đi, hãy về đây sống bên cô, tiền tiết kiệm của em sẽ cho anh hết. Anh trả nợ rồi chúng ta ở bên nhau, em không muốn anh lấy lòng những người phụ nữ khác nữa. Thấy con mồi đã cắn câu, Sora cũng không vội thu lưới. Ngược lại còn dịu dàng nói với Michiru, anh muốn trả hết nợ sau khi nghỉ việc ở đây, rồi mới ở bên em một cách đàng hoàng. Em có thể làm bạn gái anh, ủng hộ anh được không? Michiru nghe vậy, lập tức vui vẻ đồng ý. Lúc này cô ta đã đắm chìm quá sâu, thật sự hết thuốc chữa rồi. Những ngày tháng sau đó, vì muốn Sora mau chóng kiếm đủ tiền trả nợ, Michiru liên tục chi tiền vào câu lạc bộ. Cho tới khi đồng nghiệp của Sora tìm cô ta, xin lỗi, mấy tấm thẻ này không trả được nữa rồi, bây giờ tôi không có tiền mặt, ngày mai tôi tới trả được không? Cũng được, nhưng dù là vậy, Soko vẫn thấy chưa đủ. Vì vậy cô đã bảo Sora đi cảm ơn Michiru, đồng thời phải tỏ ra mệt mỏi. Quả nhiên Michiru đã chú ý tới, thực ra là Neki nợ hóa đơn mấy trăm triệu rồi bỏ chạy. Cái gì? Bởi vì trước đó, anh đã lựa chọn Michiru, cô ấy không chịu chấp nhận chuyện này nên mới trả thù anh. Phải làm sao đây? Michiru nghe vậy thì vô cùng áy náy, cho dù Sora ra sức khuyên nhủ, cô ta vẫn kiên quyết muốn trả nợ cùng anh. Nhưng cô ta không ngờ rằng mình lại rơi vào cái bẫy một lần nữa, thẻ của cô đã hết tiền rồi, đừng nói chuyện này cho Sora. Tôi không nói đâu, nhưng mà chắc cái này có tác dụng với cô đó. Nói xong đồng nghiệp liền đưa danh thiếp cho vay nặng lãi cho Michiru. Cũng chính hành động này đã đẩy cô ta xuống vực sâu, vì chưa tới một tháng, số tiền 300 triệu đã biến thành 600 triệu. Michiru vô cùng hoảng sợ, nhưng để trả nợ, cô ta đành phải ra sức kiếm tiền, thậm chí còn làm nghề tay trái. Bây giờ là thời đại kiếm tiền nhờ trí tuệ rồi. Michiru, cô có biết mình đang giới thiệu cái gì không? Vậy nên tôi chỉ giới thiệu cho người quen thôi, đây là đa cấp đúng không? Michiru lập tức ngượng ngùng, nhưng đồng nghiệp lại nói ra chuyện cô bán thiết bị của công ty, trực tiếp đẩy cô ta xuống vực sâu, không những mất việc làm, nghèo tới mức tủ lạnh không có gì ăn. Cho dù là vậy, điện thoại của công ty đòi nợ vẫn gọi hết cuộc này tới cuộc khác, cuối cùng Michiru cũng sụp đổ. Đói quá, để lấp đầy bụng, một người từng rạng rỡ xinh đẹp lại bị bắt vào đồn vì ăn trộm bánh mì. Có muốn ăn không? Đối phương nói cô lần đầu ăn trộm nên đồng ý hòa giải. Tôi không có tiền. Yoriko vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy tò mò vì sao Michiru lại tới mức phải đi trộm đồ ăn thế này. Nhưng Michiru lại không tiếp lời, ngược lại còn khóc lóc vì bản thân không thể giúp Sora được nữa khi Michiru đang tuyệt vọng. Sora biến mất đã lâu đột nhiên xuất hiện. Michiru, vì không muốn người yêu nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, Michiru liên tục né tránh anh. Cầu xin anh đừng nhìn mình, nhưng nào ngờ Sora không hề quan tâm. Xin lỗi, em sẽ cố gắng hơn, đừng bỏ rơi em. Em liều mạng vì anh như vậy, cảm ơn em, nhờ có em, anh đã trả hết nợ rồi, anh cũng đã từ chức rồi. Michiru, anh yêu em hạnh phúc lắm, sống tới hôm nay, đây là khoảnh khắc em hạnh phúc nhất, chúng ta sống cùng nhau đi. Em có thể về lấy hành lý, rồi chờ anh ở quán được không? Michiru lập tức đồng ý ngay, nhưng cô ta không hề biết rằng đây sẽ là nhát chí mạng cuối cùng Soko dành cho cô ta, vì cô muốn chờ tới lúc Michiru hạnh phúc nhất, rồi hủy hoại tất cả. Nhưng Michiru lại không hề hay biết, ngược lại còn vui vẻ dọn đồ đạc tới câu lạc bộ tìm Sora. Nhưng cô ta không ngờ rằng, khi cô ta gọi Sora, người xuất hiện không phải anh, mà lại là Soko đã chờ sẵn từ lâu. Michiru lập tức ngây người, cô ta lập tức ý thức được Umi và Takeshi gặp chuyện đều là do Soko gây ra. Nhưng cô ta không dám tin, người đàn ông mình yêu nhất lại là đồng lõa của Soko, thế là cô ta vội vàng gọi điện cho Sora. Nhưng điều tuyệt vọng là Soko lại là người bắt máy, tới giờ Michiru mới hiểu, dù là cuộc gặp gỡ định mệnh hay là lời ước hẹn sống cùng nhau.
Hóa ra người cùng cô ta rơi vào bể tình không phải là Sora mà vẫn luôn là Soko. Nghĩ tới đây, Mizuru không chịu đựng được nữa. Soko cũng không định bỏ qua cho cô ta. Không phải, không phải, tôi không tin. Sora, hy sinh tất cả vì tôi, cả tiền và công việc đều mất hết. Cảm giác thế nào, tôi phải giết cô. Vậy sao, 10 năm qua tôi cũng nghĩ vậy đó. Nhưng sao tôi có thể để mấy người chết dễ dàng được. Tới lúc này, người cuối cùng hủy hoại cuộc đời Soko năm đó cũng đã phải chịu quả báo. Khi Soko tưởng mọi việc đã kết thúc thì đã có chuyện xảy ra. Đồ lừa đảo, bắt đầu cuộc sống mới đi. Tạm biệt, tôi phải giết hết để trả thù những kẻ từng bạo lực mình. Soko lợi dụng Sora để tiếp cận Mizuru, hại đối phương táng ra bại sản, còn phải gánh một món nợ khổng lồ, cuối cùng cũng trả thù thành công. Nhưng cô không ngờ rằng khi cô tưởng mình có thể rút lui an toàn, Mizuru bị thù hận che mờ mắt lại đi tìm kẻ chủ mưu Umi. Cô ta liên tục hỏi về chiếc điện thoại có video của Soko, còn trách Umi đã kéo mình vào chuyện này. Nhưng Umi vẫn không để ý tới cô ta, tới khi Mizuru nói tên của Soko ra. Cô ta mới có phản ứng, hóa ra cô ta đã tỉnh lại, nhưng Soko không hề hay biết, cũng không phát hiện mình sắp gặp nguy hiểm. Ngược lại còn tới tìm Jin, người vẫn luôn giúp đỡ cô, nói cô muốn đi tự thú, nào ngờ lại bị anh ngăn cản, đừng tự thú. Trốn đi, cho tới khi hết thời gian điều tra, anh sẽ giúp em, nếu em đi tự thú, anh cũng sẽ bị bắt. Tới lúc đó anh không còn gì hết, ngoài miệng anh nói là sợ Soko làm liên lụy mình, nhưng thực chất là muốn cô quên đi quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới. Soko cũng chấp nhận lời đề nghị này của anh. Sau khi tạm biệt Jin, cô đã chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng không ngờ rằng sau khi Yoriko nhận được tin Umi đã tỉnh, cô lập tức tới bệnh viện. Cô ấy hỏi Umi có ấn tượng gì về chuyện xảy ra trong đám cưới không. Không biết vì lý do gì, Umi lại cố ý giấu chuyện Soko giả làm Asura tiếp cận cô ta. Chỉ nói mình không nhớ rõ, nhưng vậy không có nghĩa là cô ta có ý tốt. Loại người tùy tiện dẫm đạp hạnh phúc của người khác, loại người như này, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ. Thấy không hỏi được manh mối, Yoriko đành phải rời đi. Nhưng khi chuẩn bị ra về, cô đã hỏi câu hỏi mình thắc mắc bấy lâu. Cô có quen ai tên là Soko không? Ánh mắt của Umi lập tức tràn đầy sát khí. Điều này cũng khiến Yoriko chắc chắn rằng hai người này có vấn đề. Cô không ngờ Umi lại nhẫn nhịn giỏi như vậy. Tôi không quen, là ai vậy? Chắc là bạn học của cô Umi đó. Gì cơ? Cô ta là tội phạm sao? Không phải, nhìn thấy mặt có lẽ tôi sẽ nhớ ra đó. Thế là cô ta liền hỏi Yoriko ảnh của Soko hiện giờ. Yoriko có dự cảm chẳng lành, nên cũng không trả lời cô ta, ngược lại trực tiếp rời khỏi bệnh viện. Nhưng cô lại không biết rằng Umi đã giấu chiếc điện thoại có chứa video của Soko đi. Đây cũng là thứ duy nhất để cô trả thù Soko. Cậu nói cậu mới về Tokyo gần đây đúng không? Cụ thể là khi nào vậy? Tại sao cậu lại về đây? Yoriko nghi ngờ hẹn gặp Soko. Là người bạn duy nhất của Soko, cô ấy rất rõ ràng, dù là Umi bị lộ clip vào ngày cưới hay là Takeshi dính níu đến chuyện bế bối, cho tới Mizuru bị hại tới mức táng ra bại sản vì Sora, tất cả mấy người này đều có liên quan tới Soko. Ba người này đều học cùng trường cấp 3 với cậu đúng không? Hơn nữa, cô còn từng tới phòng để đồ mà năm đó Soko bị làm hẹo. Cô phát hiện người tố cáo Takeshi chính là ông chủ của câu lạc bộ mà Sora thường lui tới, vì vậy cô đoán người đứng sau mọi chuyện chính là Soko, là người bạn thân nhất của Soko. Cô ấy hy vọng Soko có thể thẳng thắn nói cho mình nghe, thậm chí còn lấy cớ đi nghe điện thoại để cho Soko thời gian suy nghĩ. Nhưng cô không ngờ rằng Soko nhìn tín vật của hai người hồi nhỏ. Cuối cùng cô đã đưa ra quyết định, trí tưởng tượng của cậu phong phú quá rồi. Mình không biết gì hết. Cuối cùng cô vẫn giấu giếm sự thật, giải thích mình quay về Tokyo là vì muốn thăm bố mẹ, bởi vì nếu không có chuyện năm đó, họ cũng không phóng hỏa thiêu cháy căn nhà. Nghe tới đây, Yoriko đột nhiên hỏi cô, cậu thật sự nghĩ rằng bố mẹ cậu sẽ bỏ lại cậu mà tự vấn sao? Đối với chuyện này, tất nhiên là Soko không tin, nếu không cô cũng không đau khổ tới giờ. Nhưng cô không ngờ, nhiều năm qua, Yoriko đã có nhiều suy đoán về vụ hỏa hoạn này, hơn nữa cũng đã có mục tiêu nhất định, nhưng cô không dám nói cho Soko biết. Vì vậy sau khi Soko rời đi, Yoriko quay về đồn cảnh sát, lục lại hồ sơ vụ án năm đó. Rất nhanh cô đã phát hiện, hóa ra bí mật không chỉ có vậy. Vì Soko không phải con gái ruột của bố mẹ cô, ngày xác định phán quyết, cái này là gì vậy? Cái này à, đây là thời gian nhận nuôi trẻ đó. Nhận nuôi ư, đây là thân phận của tôi sao? Từ hộ khẩu thì là như vậy đó. Soko lập tức ngây người, cô đột nhiên nhớ ra trước khi bố mẹ qua đời từng muốn nói chuyện gì đó cho cô, nhưng vì cô đi gặp Jin nên đã bỏ lỡ cơ hội này. Để điều tra rõ thân phận của mình, Soko tạm thời từ bỏ ý định ra nước ngoài. Ai ngờ vào đúng lúc này, cô nhận được một cuộc điện thoại thần bí, cuối cùng cũng gọi được rồi. Sora, em đi gặp anh đây. Soko lập tức có dự cảm chẳng lành, cô điên cuồng chạy về câu lạc bộ. Nhưng đã muộn rồi, Mizuru đã tìm tới đây và trực tiếp đam chết người tình của mình. Này, tỉnh lại đi, Sora. Như vậy, anh sẽ không thể đi đâu được nữa rồi, anh sẽ thuộc về riêng em, chúng ta đã hẹn rồi mà. Anh sẽ từ chức ở đây và sống bên em cả đời. Cuối cùng Sora đã ra đi trước ánh mắt đau đớn của Jin. Nhưng tới tận khi chết, anh vẫn cảm ơn Jin vì đã luôn chăm sóc mình. Mizuru cũng hoảng hốt bỏ chạy, cô ta bị xe tải đâm trúng và phải trả giá bằng tính mạng của mình. Nhưng mọi chuyện đã muộn rồi, Sora đã ra đi mãi mãi. Soko, trả thù kết thúc rồi, quên mọi chuyện quá khứ đi.
sống thật tốt ở một nơi mà anh không nhìn thấy. Anh sẽ quên em mãi mãi và chúc em hạnh phúc. Quả nhiên là chúng ta không nên dính líu tới nhau. Soko hiểu ý của anh, vì vậy cô quyết định không làm phiền anh nữa. Nhưng cô không ngờ rằng một nguy cơ lớn hơn đang ập tới. Cả đời này tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cuộc trả thù liên hoàn, hãy để tôi kết thúc nó đi. Soko ngạc nhiên phát hiện đoạn video hủy hoại đời cô 10 năm trước lại lần nữa bị đăng lên mạng. Soko hoàn toàn sụp đổ, ký ức ngày xưa lập tức ùa về, cô lại rơi vào vòng xoáy đau khổ. Hơn nữa, video ngày càng hot, càng có nhiều người vì muốn câu view mà đăng tin đồn sai sự thật về Soko trên mạng. Một YouTuber tên là Ken, vì muốn thu hút sự chú ý của cư dân mạng, anh ta liên tục tung tin đồn về Soko, nói năm đó cô là gái làng chơi, khiến Soko bị đẩy lên đầu ngọn gió. Cũng vì vậy mà đã bị Yoriko chú ý tới, là bạn thân hồi nhỏ của Soko. Cô ấy lập tức tiến hành điều tra chuyện năm xưa, nhưng cô không ngờ khi đi sâu vào việc điều tra, một chân tướng đáng sợ cũng dần dần lộ ra. Đầu tiên cô tới tìm Umi, chủ mưu của vụ này, là cô đăng video này lên đúng không? Đây là giọng cô phải không? Cô chất vấn Umi về chuyện năm đó, còn để lộ mình là bạn tốt của Soko. Nhưng cô không ngờ có vài người sinh ra là người, nhưng có kẻ sinh ra đã là súc sinh. Nhìn những gì mình từng làm với Soko năm đó, Umi không chút áy náy nào, ngược lại còn rất đắc ý. Cô ta nói tuy mình cho người làm hẹo Soko, hủy hoại cuộc đời cô ấy, nhưng cô ta cũng đã tới nhà xin lỗi Soko rồi, vậy nên cảnh sát không cần phải nhiều lời. Những lời lẽ vô liêm sỉ này khiến tam quan của Yoriko sụp đổ, dù đã hủy hoại cả đời người khác mà vẫn không có chút áy náy nào. Sau đó Yoriko lại nhắc tới vụ cháy năm đó của nhà Soko, có phải do bọn họ làm không? Umi nghe vậy liền phủ nhận, nhưng dù là vậy, Yoriko vẫn không nguôi được cơn giận. Cô lớn tiếng nói hành vi vô liêm sỉ của cô ta đã hủy hoại cả cuộc đời Soko. Kết quả lại bị Umi phản bác, vậy bây giờ tôi bị như này cũng là đáng đời sao? Tôi cũng bị con nhỏ đó làm tổn thương, để lại vết thương suốt đời. Sau đó cô ta còn nói dù có phải đánh cược cả đời, cô ta cũng phải trả thù Soko. Cô ta không biết rằng cuộc đời của mình sắp chấm dứt rồi, bởi vì cùng lúc đó, sau khi Jin biết video của Soko lại bị công khai một lần nữa, anh lập tức đi tìm cô. Anh kéo tấm rèm đã đóng chặt suốt mấy ngày, dường như tia sáng chiếu sáng thế giới tăm tối của Soko. Anh nói với Soko, dù cô bị người khác dán mác gì, thì trong lòng anh, cô vẫn mãi là cô gái ngây thơ trong sáng của ngày xưa. Không chờ Soko trả lời, anh đã rời khỏi nhà cô. Không một ai biết, lúc này Jin đã đưa ra một quyết định rất bất ngờ, ánh mắt của anh trở nên sắc bén, anh quay đầu đi về một phương hướng khác. Tại sao anh lại tới đây? Tôi nói thẳng luôn, cô đừng bao giờ động tới Soko nữa, nếu cô đồng ý, tôi sẽ không gây phiền phức cho cô. Nhưng Umi lại nở nụ cười mỉa mai, không những nói mình sẽ không từ bỏ việc trả thù, ngược lại còn đổ hết lỗi lầm lên đầu Jin, là năm đó anh đã giúp cô ta nổi tiếng, nếu không có anh, cô ta cũng không đắc ý như vậy, chúng tôi cũng không nhắm vào cô ta, nói tới cùng, tất cả là do anh gây ra. Nhưng cô ta không ngờ rằng, một người dịu dàng với mọi thứ như Jin, nhưng khi nhắc tới Soko, lại vô cùng cứng rắn và quyết liệt. Anh nói với Umi, video của Soko là con át chủ bài cuối cùng của cô ta rồi. Nếu không muốn sống trong sợ hãi cả đời, thì hãy rời xa thành phố này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Soko nữa. Tôi không làm sai chuyện gì, một mình cô, đến cử động còn không làm được, không có ai giúp đỡ, cô không thể làm chuyện gì nữa đâu. Umisaki, nhưng anh không ngờ, chính những câu nói này đã chọc giận cô ta, vì thế cô ta đã gọi Jin lại, nói ra lời lẽ cay nghiệt nhất, có một đống người có thể làm việc thay tôi, đúng rồi, hay là tôi tuyển vài tên đàn ông, hại cô ta thêm lần nữa, rồi quay video lại, nhìn dáng vẻ điên rồ của cô ta, cuối cùng Jin cũng hiểu, chỉ cần cô ta còn thở, thì cô ta nhất định sẽ hủy hoại cuộc đời Soko lần nữa. Để bảo vệ Soko, cuối cùng anh đã đưa ra quyết định, dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô ta, Jin nhẫn tâm đóng cửa phòng lại. Sau đó tiễn cô ta về với ông bà, nhưng dù là vậy, con đường trả thù của Soko vẫn chưa kết thúc, vì khi Yoriko điều tra sâu hơn, cô lại phát hiện vụ hỏa hoạn ly kỳ của nhà Soko lại có liên quan tới YouTuber tên Ken kia. Soko vẫn luôn nghe lén động tĩnh bên phía Yoriko, lập tức sững sờ, cô đột nhiên nhớ ra. Vào ngày bố mẹ cô qua đời, có một bóng dáng rất đáng nghi, người đó không ai khác chính là Ken, điều này cũng có nghĩa là kế hoạch trả thù của cô vẫn sẽ tiếp tục. Đối mặt với kẻ thù giết bố mẹ, Soko đưa tay về phía cổ của hắn ta, nhưng khi mọi người tưởng cô sẽ ra tay, thì cô lại lựa chọn từ bỏ. Vì cô muốn ban cho hắn sự trừng phạt tàn nhẫn hơn, là Ken đã giết bố mẹ mình, hóa ra trước đó, nhờ đặt máy nghe lén vào móc khóa của Yoriko. Soko đã phát hiện cái chết của bố mẹ mình không phải sự cố ngoài ý muốn, vì thế cô lại tới tìm Jin. 10 năm trước có khả năng bố mẹ em đã bị người đàn ông này giết. Hóa ra đối phương là một YouTuber, chuyên hành nghề săn tin tức, không từ thủ đoạn để câu like, câu view, thậm chí còn đào bới chuyện của nạn nhân. Nhưng Soko không ngờ rằng, Jin vẫn luôn bận rộn kinh doanh, vậy mà cũng quen biết Ken để giúp đỡ Soko. Anh lấy danh nghĩa hợp tác, hẹn đối phương tới câu lạc bộ của mình. Lâu rồi không gặp, lần trước chúng ta gặp mặt là khi nào nhỉ? Chắc là 10 năm trước, lâu rồi không gặp. Nhưng điều Jin không ngờ tới là, vì ghen ghét đố kỵ anh, hắn ta đã trực tiếp mở miệng khiêu khích, hỏi mối quan hệ giữa anh và Soko. Dù gì nếu năm đó anh không nâng đỡ Soko, thì cô cũng không gặp phải bi kịch này. Nào ngờ Jin lại khuyên anh ta từ bỏ, đừng tung tin đồn về Soko nữa. Nhưng hắn ta rất xảo trá.
sao có thể bỏ qua cơ hội phát tài này được? Hắn nói với Jin, hắn không những không từ bỏ, ngược lại còn đứng trên đỉnh đạo đức để Jin và Soko sống không bằng chết. Jin nghe vậy cũng cảm thấy cạn lời, anh chất vấn hắn ta, mọi người đều vì muốn biết sự thật nên mới xem video của anh. Đột nhiên Ken ngắt lời anh, hắn ta nói, mọi người chỉ muốn xem thứ mà họ muốn xem, có phải sự thật hay không không quan trọng, còn hắn ta làm những việc này là để thỏa mãn sự tò mò của mọi người. Jin nghe vậy cũng không nhịn nổi nữa, đào bới riêng tư của nạn nhân để thỏa mãn sự tò mò sao, nhưng Ken lại nói, đây mới là bí quyết của sự nổi tiếng, đúng là tên súc sinh. Sau đó hắn còn hỏi Jin, có phải năm đó anh cũng từng ngủ với Soko rồi không? Lần này thì Jin không thể nhịn được nữa. Anh lớn tiếng mắng chửi hắn ta, hành vi này của anh sẽ hại một người đang sống sơ sơ đó. Nhưng hắn ta vẫn không quan tâm, ngược lại còn cảm thấy tính mạng của người khác cũng có thể trở thành quân cờ để hắn nổi tiếng. Thậm chí còn cảm thấy Soko bị hại cũng là do cô tự chuốc lấy. Câu nói này lập tức chọc giận Jin, nhưng một giây sau, Jin liền tỉnh táo lại, nhưng lúc này anh cũng hiểu ra một điều, đối tượng trả thù lần này của Soko hoàn toàn khác những người trước so với Umi. Takeshi và Mishiru, tên Ken này gian xảo nham hiểm hơn nhiều, anh khuyên Soko tuyệt đối đừng một mình đối mặt với hắn ta. Nhưng anh không biết rằng, lúc nãy Soko đã thành công lấy trộm chìa khóa nhà của Ken để kiểm chứng suy đoán của mình, cô bất chấp lời khuyên của Jin nhân lúc Ken ra ngoài. Lén lút lẻn vào nhà hắn ta, hy vọng có thể tìm được dấu vết, nhưng nào ngờ khi cô sắp tìm được chứng cứ, bên ngoài chợt có tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cô. Đau đầu quá, hóa ra là Ken về sớm hơn dự tính, thấy tình hình nguy cấp, để tránh đánh rắn động cỏ, Soko đành phải trốn xuống dưới gầm giường. Nhưng lại có sự cố xảy ra, điện thoại của hắn ta không may rơi xuống sàn, Soko vô cùng hoảng hốt, thấy tay đối phương đang sờ soạng khắp nơi. Tim của cô như sắp nhảy ra khỏi ngực, điện thoại đâu rồi nhỉ? Thấy rồi, cũng may Ken đang say rượu, không hề phát hiện ra Soko. Cô cũng nhân cơ hội này mở máy tính của hắn ta ra, cô không ngờ rằng hành động này sẽ gián tiếp đẩy mình xuống vực sâu. Bây giờ tôi đang ở nhà của Soko, nữ sinh hot nhất hiện nay. Trong video, hắn ta ngang nhiên đi vào nhà Soko, còn lục lọi khắp nơi, sau đó hắn đi vào phòng ngủ của Soko. Đúng lúc này, sự cố đã xảy ra, Ken làm rơi tàn thuốc lá ở trong phòng của Soko, nhưng hắn không những không dập tắt, ngược lại còn đắc ý cười nhạo cô. Kích thích thật, nữ sinh đang hot, giờ cả căn nhà cũng hot luôn rồi. Nhìn bộ mặt vô liêm sỉ của hắn ta, Soko tức tới mức không nói nên lời. Lúc này cô mới biết, vì hắn ta muốn tìm chuyện câu like nên mới gây ra cái chết của bố mẹ cô, ký ức bi thảm đó lập tức hiện lên trong đầu cô. Đứng trước đau khổ và tuyệt vọng, cuối cùng Soko đã đưa ra một quyết định cực đoan. Nhân lúc Ken đang ngủ say, cô từ từ đưa tay kề cổ hắn ta, nhưng lúc này cô không biết rằng Ioriko cũng đã điều tra tới chỗ cô ấy nằm mơ cũng không ngờ tới, mình lại tìm ra bố mẹ ruột của Soko, mẹ ruột của Soko là tội phạm giết người ư. Cùng lúc này, Soko cũng quay về câu lạc bộ của Jin, cuối cùng cô vẫn không ra tay với Ken vì đối với những tội ác mà hắn đã gây ra. Chết là trừng phạt quá nhẹ nhàng, vì thứ cô muốn làm là đẩy hắn xuống địa ngục vào lúc hắn hạnh phúc nhất, ai mà ngờ được. Rõ ràng là bạn thân tốt nhất của nhau, nhưng giờ lại chĩa dao về phía nhau, Soko, hóa ra từ sau khi Soko phát hiện Ken chính là hung thủ hại chết bố mẹ mình. Cô đã bắt đầu lên kế hoạch trả thù, nhưng cô không ngờ tới, đối phương còn cao tay hơn cô, trực tiếp mở livestream. Ôi, xảy ra chuyện lớn rồi, ban đầu Soko còn không hiểu gì, nhưng cô không ngờ rằng tất cả những việc mình làm ở nhà hắn ta hôm đó đều đã bị camera quay lại, nhưng vẫn chưa dừng ở đó. Hắn ta còn vạch cổ mình ra, vu oan Soko muốn giết hắn, Soko cũng ngơ ngác không hiểu gì, rõ ràng cô chưa hề ấy cổ hắn, sao lại có vết bầm được. Jin vừa nhìn đã nhận ra là tên này muốn câu like nên đã làm vết thương giả, nhưng anh đã đánh giá quá thấp độ vô liêm sỉ của Ken. Hắn ta đã lén lút quay lại cảnh gặp mặt Jin hôm trước, còn cắt ghép lại để vu oan cho anh. Chuyện của Soko đã ảnh hưởng rất lớn tới việc kinh doanh của tôi. Sau đó Ken còn nói rằng hắn ta đã từ chối bị Jin mua chuộc nên mới bị anh trả thù, còn chiếu đoạn video anh nổi giận, nhất thời hai người bị đẩy lên đầu ngọn gió. Hứng chịu mọi lời mắng chửi của dư luận, nhưng chuyện tới nước này, đối mặt với một kẻ xảo trá như vậy, Soko lại không biết phải làm gì, nhưng điều cô không ngờ là không biết hắn ta nghe ở đâu mà biết được thân phận thật sự của cô, hắn đe dọa sẽ công khai mọi chuyện của cô. Soko, cô đang xem đúng không? Nếu cô không muốn bị lộ thân phận thì hãy tới ngăn cản tôi đi, để trốn tránh dư luận và cảnh sát, Jin chuẩn bị tìm chỗ trốn mới cho Soko. Nhưng cô lại kiên quyết muốn về nhà để lấy một món đồ rất quan trọng, kết quả lại gặp được Ioriko tới đây tìm cô. Soko, cậu có ở trong không? Mình chờ cậu dưới quán cà phê. Nghe thấy giọng của bạn thân, Soko lập tức khựng lại vì thân phận cảnh sát của Ioriko khiến cô rất đề phòng. Nhưng vì áy náy với cô ấy nên Soko vẫn quyết định gặp cô ấy một lần. Nhưng cô không ngờ lời đầu tiên cô ấy nói lại là hy vọng cậu hãy trả móc khóa lại cho mình, đó là bảo vật duy nhất của mình. Soko nghe vậy liền sững sờ, hóa ra Ioriko đã sớm biết mấy chiêu trò của cô, nhưng vẫn luôn giả ngốc, cố ý cung cấp tình báo cho cô nghe. Mình nghĩ có chuyện này phải nói cho cậu, vụ án giết người 25 năm trước, tội phạm giết người đó là mẹ ruột của Soko, nhưng dù thế nào, cũng chỉ trách mình đã để lộ chuyện này. Nhìn người bạn tốt không tiếc phạm tội vì mình, Soko cảm thấy vô cùng áy náy.
vì Yoriko từng nói đây là vật tượng trưng cho tình bạn của hai người. Dù là hai món đồ giống nhau, nhưng khi bị tráo đổi, cô chắc chắn vẫn sẽ nhận ra. Soko nghe xong lại càng buồn hơn, vì cô biết ngoài việc nợ Sora đã qua đời và Jin ra, giờ cô lại nợ thêm một người. Vì vậy khi Yoriko cố gắng hỏi, cuối cùng cô quyết định nói hết mọi chuyện cho cô ấy, là mình làm, mình muốn hủy hoại cuộc đời của những kẻ đó. Cô ấy nói với Yoriko, nếu pháp luật không thể trừng phạt hung thủ thì nạn nhân đành phải hành động theo cách của mình thôi. Nhưng cô không ngờ rằng Yoriko thân là cảnh sát lại đưa ra quyết định khiến cô không dám tin vào tai mình. Yoriko nói với Soko, lập trường của người bị hại và hung thủ pháp luật không thể quyết định được. Nhưng nếu bây giờ cô nhắm một mắt mở một mắt có thể khiến Soko được cứu rỗi thì cô tình nguyện làm như vậy. Yoriko nói với Soko, nếu trả thù khiến cô hạnh phúc thì cô cứ làm đi. Dù gì cô chọn làm cảnh sát cũng là vì muốn bảo vệ Soko của 10 năm trước mà. Nhưng Soko lại ngắt lời cô, sau đó rút con dao ra. Vì cậu có khả năng bị mình giết nên mới phải thả mình đi, cậu hiểu chưa, Soko? Soko biết rõ cảnh sát là chốn dung thân cuối cùng của Yoriko, vậy nên cô không cho phép bản thân kéo Yoriko vào vũng bùn này. Cô còn nói với Yoriko, nếu có một ngày mình bị bắt, mình mong người đó là cậu. Yoriko lập tức hiểu ý của bản thân, cô cũng biết có lẽ đây là lần cuối hai người họ gặp nhau, nhưng là bản thân. Nếu năm đó cô đã không cứu được Soko, thì bây giờ cô cũng sẽ không ngăn cản cô ấy. Tạm biệt, Soko. Sau đó Soko quay về tìm Jin, đưa ra yêu cầu hẹn hò. Jin lập tức ngây người, 10 năm qua, đây là lần đầu tiên hai người hẹn hò, nhưng cũng có lẽ là lần cuối cùng. Lúc này Soko cũng hỏi điều mình thắc mắc bấy lâu, tại sao năm đó anh lại chọn nâng đỡ một người tầm thường như cô. Nhưng Jin lại im lặng một hồi lâu, cuối cùng anh nói, dù con vịt xấu xí tới đâu cũng có cơ hội biến thành thiên nga, chỉ là anh không ngờ chuyện này lại cướp đi tương lai vốn rất rực rỡ của Soko, vậy nên dù phải trả giá lớn tới đâu, chỉ cần có thể khiến Soko hạnh phúc, cho dù tay anh phải dính máu cũng được. Nghe tới đây, Soko chợt khựng lại, cô lập tức ý thức được cái chết của Umi không phải sự cố ngoài ý muốn. Hóa ra là Jin đã giúp cô quét sạch chướng ngại vật, nhưng cũng vì vậy mà anh phải rơi xuống vực sâu không đáy. Lần đầu tiên Soko cảm thấy hối hận tột cùng. Cô nói với Jin, khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ dùng cái chết để che đậy mọi thứ, tội giết chết Umi cũng sẽ theo cô xuống mồ chôn. Nhưng Jin lại nói với cô, cái chết không phải điểm cuối cùng, những người mắng chửi cô trên mạng để chút giận vẫn đang sống ung dung tự tại. Tuy pháp luật không thể trừng phạt họ, nhưng bọn họ cũng là đồng lõa, cô phải sống thật kiên cường dũng cảm, sống thành cái gai trong lòng bọn họ, biến thành ác mộng của bọn họ. Đây mới là cách trả thù tốt nhất, có lẽ điều này sẽ khiến cô đau khổ cả đời, nhưng anh vẫn muốn cô sống tiếp. Nghe thấy vậy, Soko không kìm nén được cảm xúc nữa, cô tặng cho anh một cái ôm coi như lời xin lỗi, cuộc đời em không cần bất cứ ai tha thứ nữa, dù em sống thế nào cũng không sao, nhưng chỉ có anh, hy vọng anh hãy nhớ tới em, anh sẽ không bao giờ quên em. Lúc này, hai người đều âm thầm đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình. Jin lấy cớ có việc bảo Soko về trước, chuẩn bị hoàn thành nốt chuyện đang dang dở giữa người đi cứu rỗi và người được cứu rỗi, những người đau khổ có thể nương tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau. Cuộc trả thù liên hoàn cũng sắp đi tới hồi kết. Bây giờ, tôi đã tới địa điểm hẹn với Soko. Để câu like, Ken tới một nhà máy bị bỏ hoang, nói dối rằng Soko hẹn mình tới đây, hắn ta không ngừng tung tin bịa đặt, bôi nhọ Soko để có thêm nhiều người vào xem hơn. Nhưng hắn ta không ngờ rằng chính nghĩa có thể tới muộn nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt, không biết từ khi nào Soko lại xuất hiện phía sau hắn ta. Nhưng hắn ta ỷ mình khỏe hơn nên không sợ chút nào, ngược lại còn rất hưng phấn vì có thể kiếm thêm nhiều người xem, mong được chỉ bảo nhiều hơn. Hãy đối đầu đường đường chính chính đi, tôi không có ý định đó, tôi sẽ để các người trở thành nhân chứng cho cuộc trả thù cuối cùng của tôi. Đây chắc chắn là khung cảnh hà hê nhất phim. Để trừng phạt hung thủ giết bố mẹ, Soko đã bắt cóp Ken, còn mở phát sóng trực tiếp toàn quốc. Nhìn tôi đi, tôi là Soko, hôm nay, thông qua buổi phát sóng này, có vài việc tôi muốn nói với mọi người. Cô bắt Ken tới một nhà máy bị bỏ hoang và đe dọa cảnh sát, nếu có ai dám ngăn cản buổi phát sóng này, cô sẽ giết Ken ngay lập tức, sau đó liền bắt đầu công cuộc trả thù cuối cùng của mình. 10 năm trước, cuộc đời vốn hạnh phúc của tôi đột nhiên thay đổi, tôi bị cưỡng hiếp, sau đó bị tung tin đồn ác ý, ngay cả tính mạng của người nhà cũng bị cướp đi. Những kẻ đã đẩy tôi vào địa ngục, vậy mà vẫn cười vui vẻ và sống một cách ngang nhiên trắng trộn, vậy nên tôi đã thề, mình phải trả thù. Cô kể lại toàn bộ quá trình mình trả thù, cô nói chỉ khi kéo tội nhân xuống địa ngục vào lúc họ đang đứng trên đỉnh hạnh phúc, đó mới là trả thù chân chính. Hôm nay, cô không những muốn hung thủ hại chết bố mẹ mình phải chịu trừng phạt, mà còn muốn những anh hùng bàn phím ăn không ngon ngủ không yên, đây mới là sự trả thù cuối cùng của cô. Các người tưởng mình núp sau màn hình là có thể yên tâm sao? Sai rồi, các người cũng tham gia vào vụ này. Cô tố cáo sự vô liêm sỉ của cư dân mạng chỉ vì lòng ích kỷ mà bọn họ tuyên truyền video khắp nơi, khiến cô chịu vô số lời mắng chửi, bị gán cái mác mà cả đời này cũng khó rửa sạch được. Vậy nên bọn họ cũng là đồng lõa. Buổi phát sóng này cũng là ngày phán xét của những kẻ tự xưng chính nghĩa trên mạng. Nói xong,
cô túm tóc Ken, ban cho hắn một cơ hội xin tha. Nhưng cô không ngờ rằng hắn ta vẫn không thay đổi chút nào. Tôi rất vui vì cô đã tới đây, đã 10 năm kể từ lần trước chúng ta gặp nhau rồi. Đối mặt với Soko có thể giết mình bất cứ lúc nào. Hắn ta không những không hoảng sợ, ngược lại còn hỏi cô, bị quay lại video như vậy. Chẳng lẽ cô không thấy xấu hổ nhục nhã chút nào sao? Hắn nói như thể nạn nhân mới là người có tội, còn hắn đại diện cho chính nghĩa. Dù cô làm vậy, tôi cũng sẽ không cúi đầu đâu. Tôi sẽ không từ bỏ chính nghĩa của mình. Nhưng hắn không ngờ rằng, thấy hắn cợt nhả không biết sợ là gì. Soko trực tiếp lấy đoạn video hắn phóng hỏa nhà cô ra. Cuối cùng hắn ta cũng có hơi hoảng sợ, nhưng rất nhanh nỗi sợ đã biến mất. Đó chính là chính nghĩa của tôi. Tôi làm vậy vì muốn mọi người biết được sự thật. Cái chết của bố mẹ cô chỉ là sự cố thôi. Sau đó còn mỉa mai Soko là con của tội phạm giết người, vậy nên cô cũng là đối tượng bị người khác trả thù. Nhưng hắn ta đâu ngờ rằng Soko chưa bao giờ muốn ngăn cản nạn nhân trả thù, ngược lại còn dùng nỗi sợ để lấp đi ý muốn trả thù. Ken lập tức im lặng. Soko quay lại nhìn về phía camera, nói ra những lời mình đã cất giữ bao năm. Nếu trả thù không thể đem lại gì cho bạn, ít nhất phải để lại vết thương thật sâu cho đối phương, những kẻ bạo lực ngoài kia. Nếu mấy người muốn tiếp tục làm điều ác, tôi sẽ bất chấp mọi giá để tiêu diệt các người. Tới giờ Ken mới hiểu, cái gọi là trả thù của Soko chính là thần hóa bản thân, biến mình thành một hạt giống hoặc một con dao, găm sâu vào trong lòng của tất cả mọi người. Nhưng hắn ta cũng không quan tâm, bởi vì buổi phát sóng này sẽ trở thành đỉnh cao cuộc đời hắn. Hắn sẽ trở thành truyền kỳ. So với kết cục chỉ cần nghĩ thôi đã thấy hưng phấn này, cái chết quả thực rất bé nhỏ. Để hoàn thành mục tiêu vĩ đại của mình, hắn ta nhìn thẳng vào camera. Diễn thuyết rất hùng hồn, hắn nói mình bị giết vì đi tìm chân tướng cho cư dân mạng. Tất cả mọi người phải nhớ kỹ thời khắc này, bởi vì đây là bữa tiệc đỉnh cao chỉ có một lần trong đời của hắn. Nhưng Soko lại rất tò mò, anh muốn chết sao? Tôi không muốn chết, nhưng đây là kết cục lý tưởng của tôi sẽ không có kết cục tốt, nhưng cô sẽ khiến tôi trở thành huyền thoại. Sự trả thù của cô chẳng có ích gì hết. Công cuộc trả thù mà Soko đánh đổi bằng cả cuộc đời đối với hắn ta cũng chỉ là một công cụ giúp hắn công thành danh toại. Ngược lại là Soko không những phải trả giá bằng cả cuộc đời mà còn bị dân mạng mắng chửi sỉ nhục. Soko vô cùng tức giận, nhưng hắn ta lại không quan tâm, là một người sống vì từng cái like. Cho dù hôm nay hắn không được toàn thây, thì mọi người vẫn sẽ nhớ hắn là anh hùng. Đây chính là thứ khiến hắn hạnh phúc nhất. Nói xong còn bảo mọi người hãy quay lại khoảnh khắc này, nhìn mũi khoan đang từ từ lại gần não mình. Hắn vẫn run rẩy sợ hãi, nhưng hắn không ngờ rằng vào giây cuối cùng, mũi khoan đã ngừng lại. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, Soko đã nói ra sự thật khiến hắn sụp đổ. Tôi sẽ đưa anh lên đỉnh cao, sau đó kéo anh xuống địa ngục, đó mới là sự trả thù của tôi. Hóa ra buổi phát sóng mà hắn tưởng có thể đưa mình lên đỉnh cao cuộc đời chưa hề mở, trong phòng phát sóng không có một bóng người. Lúc này Ken mới sụp đổ, hắn cầu xin Soko hãy phát trực tiếp, nhưng thứ chờ đợi hắn chỉ có một thùng xăng đã được chuẩn bị từ trước. Giống như lời Soko nói, hắn ta xứng đáng được chết một cách thê thảm nhất. Anh đã giết bố mẹ tôi như nào, tôi sẽ giết anh như vậy. Nói xong liền ném bật lửa xuống đất. Ngọn lửa đang lan tới như một con rắn lửa, lập tức nuốt chửng cả người hắn ta. Sự vùng vẫy của hắn giống như điệu nhảy chúc mừng trả thù thành công. Không có khán giả, cuối cùng chỉ có thể biến thành một đống tro tàn trong một góc xó xỉnh nào đó. Trong cuộc trả thù này, người đáng thương nhất vẫn là Jin. Tất cả là do tôi làm, để Soko có thể bắt đầu cuộc sống mới. Jin đã chủ động đi tự thú để kết thúc cuộc trả thù liên hoàn này. Khi Yoriko hỏi anh, trả thù có thể giúp Soko hạnh phúc thật hay không? Jin lại nói với cô, trả thù không giúp người ta hạnh phúc hơn, nhưng Soko có thể mượn sức mạnh của trả thù để bước tiếp về phía trước. Anh tin rằng cô sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Cuối cùng cô sẽ trở thành một biểu tượng không thể xóa bỏ, không thể che giấu, mãi mãi sống trong sự mong đợi của mọi người, dám đối mặt với vực sâu tăm tối và vạch trần tội ác. Bộ phim này tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem.